Rồi sau khi chúng ta cài xong, chúng ta sẽ pin thử ha. Chúng ta xem đây, pin pin 192.168.1.33 trừ T. Như các bạn thấy đây là nó đã thông rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cấu hình. Ở tại trình duyệt chúng ta sẽ gõ 192.168.1.33. Rồi đây, đây là rồi cái tài khoản mặc định của cái BFSense là admin và BFSense, gọi enter. Ok, nó cảnh báo chúng ta là cái tài khoản mặc định này chúng ta cần nên đổi đi đó, chúng ta sẽ next đi ha, chúng ta next. Rồi ở đây chúng ta sẽ bấm là hotname, cái gì cũng được, tôi bấm là domain là ok, BFSense. Thì DNS chúng ta sẽ sử dụng DNS Google 8.8.8, 8.8.4, ta next. Ở đây chúng ta sẽ chọn là GMT cộng 7 hoặc là ACAB Hồ Chí Minh. ACA Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, rồi chúng ta next. Ở đây chúng ta next luôn ha. Rồi, next luôn. Next luôn, khỏi đổi mật khẩu luôn, next. Rồi. Chúng ta chờ nó reload lại ha. Ok, Phoenix. Rồi, ở cái giao diện dashboard này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ha. Chúng ta tắt cái này đi. Chúng ta đang làm thêm cái mục X-Quay. Rồi, ok.